hay tự chào về cái tuổi già của mình, bà Cẩu nói: "Ai ơi chớ bước chân người già, người ta đi trước tôi đà đi sau." Chữ chung tình hai chữ như nhau, kẻ đi trước tôi đi sau cũng thiệt gì. Chúng tôi cứ nghĩ mãi, điều gì đã làm nên một nghệ nhân Hà Thị Cầu? Một giọng hát cuốn hút, một ngón đàn điêu luyện ư? Có lẽ không chỉ có vậy. Sự dân dã, sự dí dỏm thông minh và một sự chung thủy với Sẩm cũng chính là sức mê hoặc ở nghệ nhân Hà Thị Cầu. Những ai đã từng nghe bà Cầu hát Sẩm sẽ mê hát Sẩm và mê luôn cả người đàn bà ở cái tuổi xưa nay hiếm này. Với nghệ nhân Hà Thị Cầu, đâu cũng là chiếu Sẩm. Ở những nơi sang trọng hay một sân khấu lớn, người ta vẫn thấy một bà lão vắt chiếc khăn mặt trên vai, vừa hát vừa bồng bềnh nhai trầu. Nghề Sẩm như đã ngấm vào máu, ăn rất sâu vào tâm trí của người nghệ nhân đã sấp xỉ 90 này. Và chính cái chất dân dã khoáng đạt đầy tự nhiên ấy đã đi theo bà tới những sân khấu lớn, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt mà bao ca sĩ hát Sẩm thời nay dù áo nâu, váy đục, nón mê cũng không tạo ra được. Mồm mình hát, dạ làm chứng, làm người thì phải thật thà. Câu nói ấy của bà Cầu cứ trở đi trở lại, và nó khiến chúng tôi nghĩ mãi về các danh hiệu đã từng ghi nhận bà: nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân hát Sẩm hàng đầu Việt Nam. Với chúng tôi, các danh hiệu ấy có lẽ vẫn là chưa đủ. Chúng tôi muốn được gọi nghệ nhân Hà Thị Cầu bằng cái tên của riêng mình: Hà Thị Cầu, người giữ hồn dân tộc.